Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sạt lở ở Đắk Nông khẩn cấp chặn nước chảy vào trong thân khối trượt. Khởi tố cán bộ thuế vì điều khiển ô tô gây tai nạn chết người. Nghi phạm giết người bỏ trốn vào rừng, khi đi tìm thức ăn thì bị bắt. Bắt nhóm dùng dao tấn công làm 4 người trong quán karaoke bị thương. Cháy rừng ở Hawaii vì sao lan quá nhanh, quá nhiều người thiệt mạng. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông về tình hình này. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh này. Đánh giá về nguyên nhân gây sạt lở ở Tây Nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, đây được xác định là trượt đất. Hiện tượng này thường xảy ra ở những nơi có địa hình dốc trong lớp vỏ phong hóa của đá. Các vết nứt xuất hiện khi khối trượt đã hình thành. Vết nứt càng rộng và kéo dài thì khối trượt càng lớn. Giải pháp xử lý được Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành chỉ ra là cấp thiết phải tiến hành ngay các giải pháp ngăn chặn nước chảy vào trong thân khối trượt. Trên mặt mái dốc phải được bảo vệ bằng các giải pháp thích hợp như trồng cỏ hoặc phủ vữa xi măng, chống sự xâm nhập phá hoại trực tiếp từ nước mưa. Thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ngày 12 tháng 8 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Hoàng Công Thành, 51 tuổi, ngụ huyện Hướng Hóa, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Thành hiện là Phó trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Công Thành sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra. Chiều 5 tháng 8, ông Hoàng Công Thành điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh, La Bảo. Khi đến địa phận xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa thì va chạm với mô tô do chị LTPA, tên viết tắt, 29 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị A bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải vừa tiến hành giải pháp khơi thông dòng chảy, vừa thuê tư vấn khảo sát tính toán giải pháp lâu dài để ngăn tình trạng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành giải pháp trước mắt là thanh thải các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước, hạ thấp cao độ, mực nước dâng cao và tràn lên tại vị trí cống. Thời gian hoàn thành dự kiến trong tháng 8 nhằm tránh tình trạng tái ngập trong mùa mưa lũ này. Song song với công việc trên, đơn vị đang thuê tư vấn đầu ngành để khảo sát, tính toán nhằm đưa ra giải pháp lâu dài. Bộ Giao thông Vận tải thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân gây ngập cao tốc có lỗi của tư vấn, bởi việc tính toán cao độ thiết kế theo tần suất 1% tại vị trí cống mà chưa xét đến mực nước dền, chưa lường hết việc thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống dẫn đến dền ứ nước cục bộ. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tư vấn chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục sự cố trên. Về giải pháp lâu dài, đại diện Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban quản lý dự án Thăng Long thuê tư vấn để khảo sát đánh giá, trong đó có tính đến việc nâng cao đoạn đường ngập, mở rộng cống thoát nước. Tuy nhiên, việc này phải cần có thời gian. Sáng 12 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được Lê Đình Thức, 44 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nghi can trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào tối 6 tháng 8 tại địa bàn xã Thịnh Lộc xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại là ông QTB, tên viết tắt, 71 tuổi. Sau khi gây án, Thức rời hiện trường và bỏ trốn. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi xảy ra vụ án mạng, các lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ trinh sát mật phục xác minh, đồng thời phong tỏa các lối giao thông mà nghi phạm có thể lợi dụng để bỏ trốn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác truy tìm nghi phạm. Qua quá trình truy tìm, có lúc công an phải huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm, chia thành các tổ, đảm bảo 24/24 giờ chốt gác tại các tuyến giao thông, tuần tra liên tục, mật phục tại các địa điểm gần nguồn nước, nguồn thức ăn. Đến đêm 11 tháng 8, lực lượng trinh sát mật phục phát hiện người có ngoại hình giống Thức có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn nên đuổi theo vây bắt. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định trong vòng một tháng tới,
có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong thời kỳ từ 11 tháng 8 đến 10 tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Trong thời kỳ này, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động gây ra gió mùa Tây Nam, hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam. Cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Trước đó, trong thời kỳ từ 11 tháng 7 đến 10 tháng 8, đã xuất hiện hai cơn bão trên khu vực Biển Đông, bao gồm bão số 1 Talim và cơn bão số 2 Doksuri. Trong đó, cơn bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sau đó đi dọc theo biên giới Việt Trung và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Ngoài ra, cơn bão số 2 xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 7 người dùng dao tấn công khiến 4 người trong quán karaoke bị thương. Trước đó, vào khuya mùng 8 tháng 8, Trần Minh Sơn, 33 tuổi, chủ quán karaoke Vạn Phát thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cùng bạn tổ chức nhậu tại quán. Đến khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 8, đối tượng Trà Văn Tình cùng 6 người đến quán karaoke Vạn Phát thuê phòng để nhậu. Không lâu sau, nhân viên phục vụ phản ánh lại với Sơn về việc bị nhóm Tình đánh. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Tình rút một con dao từ trong túi ra rượt đuổi nhóm người nhậu tại quán nhưng sau đó lại cất vào và lấy xe ra về. Lúc này, nhóm của Sơn nhào tới đánh nhóm người của Tình. Do đó, Tình lại lấy dao ra tấn công vào những người này gây thương tích. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định. Chiều tối ngày 11 tháng 8, đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh, 38 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nhận tin báo, lực lượng công an phường 1 đã đến hiện trường mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi về đến trụ sở, Thịnh có hành vi chống đối cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Đại úy HTK, tên viết tắt, cán bộ công an thành phố Bạc Liêu đến liên hệ công tác, thấy hành vi của Thịnh đã hỗ trợ truy bắt. Thịnh đã dùng vật nhọn tấn công đại úy K, khiến cán bộ này bị thương khá nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hai cán bộ công an phường cũng bị anh ta tấn công vào tay, gây thương tích nhẹ. Đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh đang bị công an thành phố Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý. Sáng 12 tháng 8, ông Trần Quế Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tìm thấy nạn nhân thứ hai trong vụ lật ghe ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 4. Trước đó, vào chiều 11 tháng 8, ông Phùng Văn Tú lái ghe máy nhỏ chở 4 người lớn và 4 em nhỏ trên hồ thủy điện sông Tranh 4 từ bờ xã Tiên Lãnh qua bờ xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Khi ghe cách bờ xã Phước Gia khoảng 200m thì gặp vụ tai nạn và bị chìm. 6 người trên ghe được cứu, 2 người mất tích. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy thi thể em PVH, tên viết tắt 11 tuổi, còn ông TMH, tên viết tắt 46 tuổi mất tích. Đến 23 giờ cùng ngày, thi thể ông H được tìm thấy gần khu vực chiếc ghe gặp nạn. Theo ông Hương, nhóm người này qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi vào buổi sáng, khi trở về thì xảy ra sự việc đau lòng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát hiện nhiều người tàn trữ, vận chuyển 33 xe máy không rõ nguồn gốc. Trước đó trên quốc lộ 22B thuộc địa bàn xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cơ quan này đã phát hiện xe tải do Tô Hoài Hận, 42 tuổi, ngụ tại địa phương này điều khiển, chở 8 mô tô không rõ nguồn gốc. Phối hợp với Công an huyện Tân Biên điều tra mở rộng, kiểm tra 3 nhà dân thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên, công an thu giữ thêm 24 mô tô các loại không rõ nguồn gốc. Hiện Công an huyện Tân Biên đã mời 4 người có liên quan làm việc để xử lý. Công an phường 4 thành phố Vũng Tàu ngày 12 tháng 8 nhận được tin báo và đến hiện trường ghi nhận ban đầu về việc một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi bị tạc sơn đỏ kính cửa, để lại nhiều giấy đòi nợ. Vào sáng sớm cùng ngày, người dân đi ngang qua phát hiện cửa nhà số 65 bị tạc sơn đỏ nên đã báo chủ nhà. Chủ nhà sau đó đã báo công an phường 4. Công an ghi nhận phía ngoài cửa còn để lại một vỏ chai nước loại 5 lít bên trong đựng sơn đỏ. Trên đất, rất nhiều giấy đòi nợ, chụp hình một thanh niên được in ra kèm dòng chữ DA về trả tiền gấp. Được biết, phần phía trước được chủ nhà cho người khác thuê mở shop bán quần áo, DA tên viết tắt là tên của chủ shop. Đây cũng là lần thứ hai nhà bị tạc sơn để đòi nợ như trên. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các quốc gia Tây Phi đã hoãn một cuộc họp quân sự quan trọng dự kiến thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger, một ngày sau khi tuyên bố sẽ tập hợp một lực lượng sẵn sàng trong nỗ lực khôi phục đất nước bị đảo chính trong khu vực. Theo các nguồn tin quân sự, tham mưu trưởng các quốc gia thuộc khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, sẽ tham dự một cuộc họp ngày 12 tháng 8 tại thủ đô Accra của Ghana. Nhưng sau đó họ nói rằng cuộc họp đã bị hoãn vô thời hạn vì lý do kỹ thuật. Các nguồn tin cho biết, cuộc họp ban đầu được thiết lập để thông báo cho các nhà lãnh đạo của tổ chức về những lựa chọn tốt nhất nhằm kích hoạt và triển khai lực lượng dự phòng. ECOWAS vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về lực lượng hoặc thời gian biểu hành động và các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh rằng họ vẫn muốn một giải pháp hòa bình. Việc hủy bỏ vào phút cuối được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người ủng hộ cuộc đảo chính tập trung gần một căn cứ quân sự của Pháp ở Niger ngày 11 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine tiến hành âm mưu tấn công khủng bố bằng 20 máy bay không người lái UAV nhằm vào các địa điểm trên bán đảo Crimea rạng sáng cùng ngày nhưng đã thất bại. Không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở vật chất. Quân đội Nga nói rằng lực lượng phòng không bắn hạ 14 UAV, số còn lại bị các tổ hợp tác chiến điện tử chế áp và vô hiệu hóa. Sergei Kryukov, cố vấn của lãnh đạo Crimea, trước đó thông báo các trận địa phòng không đã đối phó với đòn không kích nhằm vào nhiều khu vực trên bán đảo, nhưng không cho biết khu vực cụ thể. Giao thông qua cầu Kerch nối Crimea với vùng Krasnodar bị đình chỉ trong vòng vài giờ. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kiev thường không nhận trách nhiệm ở các vụ tấn công vào Crimea. Các quan chức Hawaii, Mỹ vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân gây ra trận cháy rừng trên đảo Maui lan với tốc độ kinh khủng, tàn phá khoảng 80% thị trấn nghỉ dưỡng Lahaina. Tính đến hết ngày 11 tháng 8 giờ Mỹ, số người thiệt mạng trong trận cháy rừng đã lên tới 80 người và khả năng sẽ còn tăng. Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Oregon tại Đại học bang Oregon cho biết sự kết hợp của nhiệt độ cao, thảm thực vật khô và gió lớn khiến lửa lan rất nhanh. Tình trạng biến đổi khí hậu cũng khiến các đám cháy thảm khốc dễ bùng phát hơn. Công thức cháy thảm khốc, hỗn hợp khô, nóng và gió xảy ra thường xuyên hơn. Theo chuyên gia, khi có gió, rất khó và hầu như không thể nhanh chóng dập tắt những đám cháy đó. Về cơ bản, đám cháy ở Hawaii là một đám cháy cỏ và lan rất nhanh khi có gió lớn. Vì vậy, những gì lẽ ra có thể làm là giảm lượng cỏ trước khi mùa khô đến, gây ra hỏa hoạn và khiến lửa lan nhanh. Hãng tin Reuters cho biết, ngày 12 tháng 8, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin đám khói màu vàng bao phủ một số khu vực của thành phố Hình Đài, phía bắc Trung Quốc, sau khi hóa chất có tính axit bị rò rỉ từ nhà kho thuộc sở hữu một nhà sản xuất sản phẩm dành cho trẻ em. Theo CCTV, vụ việc không có thương vong và đang được điều tra. Video có hình ảnh bầu trời Hình Đài chuyển sang màu vàng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ lo ngại về vụ rò rỉ hóa chất này. Tai nạn do nổ khí ga và hóa chất không phải là hiếm ở Trung Quốc. Sau nhiều năm, nước này tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Trung Quốc đã tăng cường thanh tra và kiểm tra, nhưng tai nạn công nghiệp và ở nơi làm việc vẫn phổ biến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!